Hôm nay con để chuông dậy sớm. Con định ra chợ mua lại đầu tôm cho bà. Thế mà bà đã dậy trước con rồi. Cũng may là cái nhà họ dậy bán sớm. Bà tranh thủ ra chợ mua rồi, giờ đang ninh nước ấy. Cái khó của món này là phải kết hợp nguyên liệu với nhau sao cho hài hòa. Giống như trong cuộc sống ấy, cá tính này chạm cá tính kia, phải biết dung hòa. Làm sao cho những va chạm ít vết rạn nứt nhất. Sao nấu bát bún mà phức tạp thế ạ? À? Để có bát bún thang chuẩn vị, không phải làm một lần là được ngay đâu. Phải làm đi làm lại nhiều lần, phải khắc phục dần những thiếu sót thì mới đạt yêu cầu. Tuổi trẻ các con, đứa nào cũng vội lao ra đường để kiếm tiền. Ai cũng muốn thể hiện cá tính của mình, nhưng mà có phải lúc nào cũng thành công được đâu. Bản thân phải biết cố gắng, phải dần tự hoàn thiện bản thân, chứ không vội vàng cầu thả được. Thật ra hôm qua ấy ạ, lúc mà bà mắng con về vụ đầu tôm, con thấy hơi ấm ức ạ. Tại con cứ nghĩ là sao mà ông bà cha mẹ mình cứ phải phức tạp thế. Nhưng mà giờ thì con thấm rồi ạ. Nhiều khi bọn con cứ nhanh nhạy hiện đại, mà thậm chí là bọn con còn khó chịu trước cái sự tỉ mỉ của người lớn ạ. Cháu biết nghĩ như thế, bà vui lắm. Mình là con gái, làm gì thì làm, nhưng mà phải biết giữ nền nếp con ạ. Vâng ạ. Công nhận mẹ nấu bún thang ngon anh nhỉ. Đúng chuẩn ngon. Ngày xưa ấy. Đem cầm nhé. Không, ăn nhanh lên con. Cả nhà còn đợi mỗi mình con rồi đấy. Anh cứ Trang ăn xong đi trước đi. Em chờ con ăn xong, cho con đi học rồi đi làm luôn. Ăn trưa lên con. Đàn ông con trai tác phong phải nhanh nhẹn đấy chứ. Nhá. Đồ con rùa. Ăn đi con, không muộn học bây giờ. Vâng ạ. Uể oải thế, tập trung vào. Con này. Dạ. Con đừng nói em như vậy. Nó lớn rồi, nó tự ái. Con chiều một tí thôi ạ. Bố dùng nước hoa con tặng đấy ạ. Bố thấy thơm không hả bố? Thơm, bố thích ạ. Món quà nhỏ thôi, nhưng mà là tình cảm của con đấy ạ. Thời gian qua, con cũng làm cho bố buồn nhiều rồi ạ. Con xin lỗi bố. Cả hai bố con mình cũng rút kinh nghiệm. Đúng là nhiều lúc bố nóng giận, ít lắng nghe con, nên là có những lời nói khó nghe. Nhưng mà thực tâm ấy, là bố lo cho con thôi. Con biết ạ. Con, về hình xăm của con sẽ đi xóa. Bố đừng giận con bố nhá. Cô Linh cũng nói cho bố biết lý do con xăm rồi. Một hình xăm nhỏ, xăm rồi thì thôi. Con cảm ơn bố. Ra đi ngồi tí, cứ nằm cả ngày. Nằm buồn người ra chứ nhỉ. Ngồi được chưa? Đấy, tốt quá. Chuyện ông Tùng đến tội. Cũng muốn giúp ông ấy mà chả biết giúp một cách nào. Mà sao cái thằng Bách nó hư thế? Hồi bé nó có thế đâu bà nhỉ? Thằng Bách, hồi bé mẹ nó mất sớm. Mà thằng bé thì cũng ốm đau quặt quẹo. Ông Tùng thì thương con, không dám bước đi bước nữa, sợ con nó thiệt thòi. Ấy thế mà bây giờ già rồi, cũng được yên đâu. Các bà xem thế nào? Đi tìm xem ông Tùng ăn ở như thế nào chứ. Cứ như thế này không ổn đâu bà. Được rồi, việc này sẽ có bà Trúc bà lo nha. Ôi, đấy. Được rồi hả bà? Mời bà. Ôi giời. Xin bà. Vâng, bà ăn đi. Tôi cũng đã nói với ông Tùng rồi. Ông hứa là sẽ giữ liên lạc. Bà cứ yên tâm.
Tôi đoán là chắc ông muốn tìm chỗ nào nghỉ ngơi yên tĩnh ấy mà. Chuyện thằng Bách nó đang như vậy, bỏ con bỏ cái làm sao được. Bà ăn đi. Vâng. Thế các bà không ăn đi, một mình tôi ăn thôi à? Đây đây. Của chúng tôi đây. Bà yên tâm nhé. Chúng tôi là không bao giờ bỏ bà, kể cả lúc ăn uống. Thế mời các bà ăn ạ. Vâng. Con ông. Vừa không bà? Vừa lắm ạ. Làm tí chanh đĩa ớt không? Liệu có được không bà? Không sao, không có gì phải kiêng cả. Vâng, đấy, tôi xin bà. Bát bún thang ngon quá bà ạ. Được ăn một bát bún thang ngon như thế này, tôi mãn nguyện lắm rồi. Có nhắm mắt đi chăng nữa thì tôi cũng... Bà phải nghĩ tích cực lên chứ. Đầu tiên ý, bà phải ăn thật khỏe mới có sức khỏe để chống đỡ với bệnh tật. Ăn đi bà. Nhìn thấy con nó lo lắng, tôi cũng cố. Nhưng mà nói thật với các bà nhé, ngần này tuổi rồi chẳng có cái gì để nuối tiếc cả. Bởi vì nhìn con nó trưởng thành, nó hiếu thảo, ôi không có cái gì vui bằng bà. Đúng rồi, bà có đứa con ngoan như thế đúng là của để dành. Thế nên là bà phải nghe lời con để cho mà tập trung vào chữa bệnh, chứ đừng để con nó phải lo lắng thêm bà. Ở tuổi của chúng nó vẫn cần phải có mẹ để nương tựa tinh thần. Các bà tốt với tôi quá. Không biết bao giờ tôi mới trả được cái ân tình này. Bà không được nói thế. Bà còn khách sáo như thế là sau chúng tôi không đến nữa đâu. Không, tôi không nói nữa. Các bà đến nhé. Tôi không cách sao nữa. Chúng tôi vẫn đến. Vẫn đến với bà. Bà ăn đi. Vâng, vâng. Tôi ăn đây. Bao nhiêu công tôi nấu đấy. Dạ. Cháu chào hai bác ạ. Chào cháu. Bún mắc phần ở trong bếp ý, vào mà ăn đi. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Cháu vừa đi mua thuốc về cho mẹ. Để cháu cho mẹ cháu uống thuốc đã. Xong rồi còn đi lấy yến về trưng cho mẹ cháu nữa cơ. Mua gì thì cũng phải ăn đi đã. Có sức khỏe mới chăm được mẹ chứ. Dạ vâng ạ. Thế cháu cho mẹ cháu uống thuốc đã. Xong rồi cháu ăn ạ. Hai bác về nhá. Về nhá. Dạ vâng ạ. Bác về nhá.